sự biến mất bí ẩn và các thuyết âm mưu xung quanh sư Thích Minh Tuệ. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, nhiều tài khoản YouTube và Facebook ở Việt Nam lan truyền các video và hình ảnh liên quan đến việc em trai của sư Thích Minh Tuệ đã nộp đơn trình báo với công an tỉnh Gia Lai về sự mất tích của nhà sư trong nhiều ngày qua. Một đoạn video dài hơn 10 phút ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là em trai của nhà sư Thích Minh Tuệ nói về sự mất tích của nhà sư đã được đăng tải trên các trang YouTube và các nhóm Facebook. Người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ các ảnh chụp lá đơn dài hai trang được ký hôm 30 tháng 6 do em trai nhà sư gửi đến công an huyện Iagrai và công an xã Iato, tỉnh Gia Lai. Nhà sư Thích Minh Tuệ đã được biết đến và sùng kính khắp Việt Nam trong những tháng gần đây do việc ông đi bộ chân trần khắp đất nước để tu hành theo lối khổ hạnh và khất thực. Đầu tháng 6, các trang báo chính thống đã đồng loạt đưa tin việc nhà chức trách Việt Nam đã gặp gỡ trao đổi với nhà sư về việc người dân tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn, nhưng dường như không đạt kết quả mong đợi. Và sau đó nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng một biện pháp hành động trong đêm tối, khiến đoàn người hơn 70 khất sĩ mỗi người mỗi nơi. Và sau các trang báo chính thống của nhà nước đã một lần nữa đồng loạt đưa tin nói rằng sư Minh Tuệ đã tự nguyện dừng đi khất thực và sẽ ẩn tu. Sau khi sư thích minh tuệ biến mất một cách bí ẩn vào đêm ngày 2, rạng sáng ngày 3 tháng 6, đến ngày 10 tháng 6, sư xuất hiện tại khu vườn gần nhà tại Gia Lai. Trong lúc này, sư vẫn đang bị kiểm soát bởi an ninh và chốt chặn, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục kéo đến chiêm bái. Theo thông tin trong video và ảnh lan truyền trên Internet, người có tên Lê Anh Thìn, em trai ruột của nhà sư Thích Minh Tuệ, cho biết nhà sư đã mất tích gần 20 ngày qua. Lá đơn ký tên ông Thìn viết rằng, vào tối ngày 12 tháng 6, 2020, sư thông báo với gia đình rằng ông nhận được lời đề nghị phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày để tình hình trật tự ổn định, nhưng gia đình không rõ người đề nghị là ai. Gia đình sư Thích Minh Tuệ đang rất lo lắng, đề nghị công an và người dân hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, còn có thuyết âm mưu về việc Sư Thích Minh Tuệ có thể bị ép sang Ấn Độ để tu tập. Dữ liệu cho thấy, sau khi Sư Thích Minh Tuệ biến mất vào đêm 2-26 đến ngày 8-16, ông xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia VTV và trong phóng sự của Công an tỉnh Gia Lai. Chuyện Sư Thích Minh Tuệ sang Ấn Độ được Công an khéo léo đưa ra khi trao trả căn cước công dân, với gợi ý rằng ông có thể đi máy bay và thăm Đức Phật ở Ấn Độ. Sư Thích Minh Tuệ trả lời rằng ông rất mong muốn được đến nơi Đức Phật, nhưng thời gian video này xuất hiện vào khoảng ngày 9 đến ngày 10 tháng 6, làm dấy lên nghi ngờ về việc công an có thăm dò nguyện vọng của Sư Thích Minh Tuệ trong thời gian mất tích từ ngày 3 đến 8 tháng 6 hành học Taimipum, hay không? Trên YouTube ngày 7 tháng 6, Hòa Thượng Huyền Diệu chia sẻ rằng sau khi Sư Thích Minh Tuệ nhập thất 9 tháng, nhà nước nên cấp cho Thầy Minh Tuệ cái passport và mời sang Ấn Độ. Blogger người buôn gió kể lại cuộc gặp gỡ với hòa thượng Huyền Diệu, trong đó có chi tiết về việc sư Thích Minh Tuệ đi Ấn Độ khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, chưa ai có thể kiểm chứng độ chính xác trong lời nói của hòa thượng Huyền Diệu. Có nhiều nghi ngờ về việc ai đã vạch sẵn con đường sang Ấn Độ cho sư Thích Minh Tuệ và tại sao không ai chất vấn về việc sư Minh Tuệ bị cản trở tu tập. Lời mời vu vơ của sư Huyền Diệu không thể đại diện cho tâm nguyện của thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ đã từng nói rằng, ông muốn bộ hành khất thực, gieo duyên và sẽ về rừng núi nếu bị cấm. Tại thời điểm này, khi gia đình không có thông tin về sư Thích Minh Tuệ và một số trang mạng xã hội cho rằng sư đang ẩn tu. Nhưng sự an toàn của sư Thích Minh Tuệ chính là điều mà những người yêu mến ông cần quan tâm. Kính thưa quý vị, Mời quý vị cùng nghe bài thông bạch của Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hiện nay, tại Việt Nam xuất hiện một vị tu sĩ tên là Thích Minh Tuệ, nổi tiếng khắp thế giới, người tu hạnh đầu đà, một hạnh khó khổ nhất trong đạo Phật. Trong Phật giáo, có nhiều phương pháp tu hành tùy theo sở, sở thích, căn cơ, mỗi người tự chọn cho mình một pháp tu. Như Ngài Ma Diếp là vị tu hạnh đầu đà đệ nhất, Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Mỗi vị tu theo một hạnh tùy thích, tu hạnh nào cũng được. Riêng tu theo hạnh đầu đà là đơn giản nhưng khó khổ nhất. Cần thiết phải có một cơ thể mạnh khỏe, cường tráng, chịu đựng được sương gió, đói khát, nóng lạnh. Vì hạnh tu này phải tuân theo 13 pháp khổ hạnh như ăn ngày một bữa, trước giờ ngỏ, mặc y phấn tảo, tức là dùng vải vụn, người ta đã vứt bỏ, chắp vá lại thành cái y để dùng. Và chỉ có ba y, không được nhiều hơn, ngủ ở dưới gốc cây, ở rừng, nơi đất trống hay nghĩa địa, đi chân đất, không mang giày dép. Khó vô cùng, nói chung là phải ít muốn, biết đủ tinh tấn, viễn ly, nên rất ít người tu theo hạnh này được. Thầy Thích Minh Tuệ đã giữ giới và tu đúng theo 13 hạnh đầu đà của Phật dạy, nên ông đúng là một tu sĩ Phật giáo, một tu sĩ kiệt xuất nhất, rất hiếm khi xuất hiện. Nhiều Phật tử thắc mắc rằng, tu như vậy, nếu đúng là tu sĩ Phật giáo, thì xây chùa chiền, am thất để làm gì? Việc này, trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo đã có giải thích rõ ràng. Trong câu hỏi thứ 125, Mi Tiên vấn đáp, khi vua Milan Đà chất vấn Ngài Na Tiên rằng, Phật dạy người tu hành như nai trong rừng, dày đây mai đó, muốn ăn, muốn ngủ chỗ nào cũng được, không cố định nơi nào, tự do tự tại, đó là hạnh của tỳ kheo. Nhưng có nơi khác, Phật lại dạy rằng người Phật tử nên xây lập chùa viện, am thất để chư tăng có nơi chỗ an ổn tu hành, thì phước đức vô cùng to lớn, kiếp sau có thể sanh lên các cõi trời người, an lạc, sung sướng vô cùng, và cũng có thể dứt được sanh lão bệnh tử, giải thoát niết bàn. Phật dạy hai lời như vậy, thì cái nào đúng, cái nào sai? Ngài Na Tiên trả lời nhà vua rằng, cả hai điều này, Phật dạy đều đúng cả. Thứ nhất, Phật dạy thầy tỳ kheo sống tự do tự tại, rày đây mai đó, như nai trong rừng, cái ý chính là dạy cho chư tăng không được đắm chấp lưu luyến dính mắc chỗ nào cả còn điều thứ hai phật dạy người phật tử nên xây dựng chùa viện am thất để chư tăng có nơi cư ngụ an ổn sẽ được phước đức là vì nếu không có chùa viện am thất thì các phật tử lấy đâu có nơi để học hỏi tham vấn giáo lý chư tăng lấy đâu chỗ để truyền giới cho đệ tử để phổ biến giáo lý rộng rãi để Phật Pháp được lưu truyền lâu dài. Đức Phật không có chỗ nào ngăn cấm chư Tăng, không được ở chùa viện, am thất, cũng không có chỗ nào khuyên bảo chư Tăng phải ở trong rừng, dưới gốc cây, nơi nghĩa địa. Điều quan trọng là muốn chư Tăng không được lưu luyến, dính mắc, đắm chấp nơi nào, mà phải sống đời thanh thản, tự do, tự tại, mới đúng phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Ngày xưa, thời Phật còn tại thế, chỉ có tăng đoàn còn gọi là giáo đoàn để phân biệt tu sĩ, và cư sĩ tại gia. Nhưng trong hoàn cảnh ngày nay, gặp thời mặt Pháp, ma chướng rất nhiều. Một mình rất khó tu, nên chư Tăng phải hòa hợp, đoàn kết lại để bảo vệ lẫn nhau, tránh các sự phá rối từ bên ngoài, nên mới có các tổ chức giáo hội. Và một thắc mắc nữa là Sư Thích Minh Tuệ có đúng là một tu sĩ Phật giáo không? Việc này tu sĩ Thích Minh Tuệ cho biết rằng ông đã xuất gia vào chùa tu và được Pháp danh là Thích Minh Tuệ và ông đã giữ giới tu đúng theo 13 hạnh đầu đà mà Đức Phật đã dạy. Vậy thì rõ ràng, ông là một tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy, không nhà không cửa, không chùa viện, am thất, rầy đây. Mai đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây, nơi đất hoang, nghĩa địa, tự do tự tại, không nơi cố định, đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ Phật giáo, mọi người ai cũng kính phục, noi theo công nhận đúng là một tu sĩ phật giáo thì còn cần gì phải theo giáo hội này tổ chức kia cho thêm phiền phức buộc giảng cách đây hơn sáu năm sư minh tuệ đã vân du tứ phương từ nam ra bắc rồi ngược lại thầy độc hành trên con đường vạn dặm để mang ánh sáng từ bi trí tuệ của phật giáo đến với mọi người nhất là người dân và phật tử bên kia vĩ tuyến còn rất mơ hồ về phật giáo và gần đây đạo hạnh của thầy đã tỏa sáng tâm từ của thầy đã làm cảm động lòng người và quỷ thần, nên đã có hàng ngàn, hàng chục ngàn rồi đến hàng trăm ngàn người đã tháp tùng cùng thầy từng đoạn trên đường thầy đi qua. Tham đỏ, hoa hương và những tấm lòng người Phật tử từ khắp nơi tìm đến đã tạo ra một biển người làm nhà cầm quyền hoàng sợ. Tình yêu và sự ngưỡng mộ của người dân và Phật tử dành cho Thầy Minh Tuệ làm lu mờ tất cả mọi thần tượng của chế độ, làm sụp đổ tương lai của một giáo hội được thành lập và nuôi dưỡng bởi nhà cầm quyền và cũng làm cho nhiều thế lực khác đứng trước một thách thức chưa từng có trong lịch sử khi sự tồn vong của mình bị đe dọa. Nhà cầm quyền đã quyết định vô hiệu hóa thầy Minh Tuệ bằng cách tách thầy ra khỏi Phật tử và người dân, an trí thầy một nơi để họ dễ kiểm soát. Việc làm này đi ngược lại lòng dân và Phật tử. Nhà cầm quyền có thể kiểm soát xã hội nhưng không thể kiểm soát được lòng người. Kể từ đây lòng dân và phật tử sẽ oán trách nhà cầm quyền và cả tổ chức phật giáo do nhà cầm quyền thành lập đã tiếp tay cho nhà cầm quyền và cũng kể từ đây phật giáo sẽ là nơi quy ngưỡng của người dân việt trên ba miền đất nước và trên thế giới có thể một số chùa viện phật giáo sẽ giảm lượng phật tử đến viếng nhưng trong lòng mỗi người việt nam đã dựng lên trong đó một nơi thờ cúng trang nghiêm cho phật đà và tất nhiên trong đó có thầy thích minh tuệ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hoan hỷ, đón chào sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ, ủng hộ Thầy, tiếp tục con đường tu hạnh đầu đà và cũng cảm ơn Thầy Minh Tuệ đã thổi một luồng gió mới vào xã hội Việt Nam, đã suy đổi đạo đức và mất niềm tin vào đạo Phật. Yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự chọn lựa tu hạnh đầu đà của Thầy Minh Tuệ mà không can thiệp. Hãy để Thầy Minh Tuệ vân du tứ phương, khai hóa người dân làm cho xã hội từ đó tốt hơn tử tế hơn và văn minh hơn con chim là của bầu trời con cá là của biển khơi đem nhốt con chim vào lồng nhốt con cá vào chậu là bức tử nó thầy minh tuệ sẽ ra sao nếu thầy bị tách ra khỏi người dân và phật tử bị tách ra khỏi những nẻo đường quê hương đất nước từng trải ra dưới bước chân thầy mong rằng các nước các chính phủ hãy tuân theo hiến trương liên hiệp quốc tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo không giàn áp những người tu hành. Ai muốn tu theo đạo nào, tu cách nào tùy thích để được an ổn tu hành. Đó là điều mong muốn nhất hiện nay của những người theo tín ngưỡng, tôn giáo. Kính chúc Quý Hòa Thượng, Thượng Tỏa, Đại Đức Tăng, Ni và Quý Thiện Tín, Phật tử một mùa hạ an cư trang nghiêm, thanh tịnh. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Tổ đinh Thập Tháp, Bình Định, mùa an cư năm Giáp Thìn 2024. Hội đồng điều hành tăng đoàn giáo hội Phật giáo thống nhất. Kính thưa quý vị, việc sư Minh Tuệ có thực sự tự nguyện dừng cuộc bộ hành hay không và ông đang ẩn tu ở đâu, bao giờ ông được nối lại hành trình bộ hành khất thực, tới nay vẫn là những câu hỏi chưa có lời đáp. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội gần đây đã lan truyền đoạn video ngắn về sư Thích Minh Đạo nói rằng suy nghĩ cuối đời thầy sẽ bỏ, sẽ bỏ chùa. Suy nghĩ cuối đời thầy sẽ bỏ, bỏ chùa và thầy sẽ trở thành một người khất sĩ giống như sư Minh Tuệ. Và thầy trở thành một người khất sĩ thật sự giống như sư sư Minh Tuệ đó. Trong các hình ảnh và video, chúng ta cũng đã thấy sư Minh Đạo đã may một y phấn tạo bằng các mảnh vải chắp vá giống như y áo của sư Thích Minh Tuệ. Sư Thích Minh Đạo đã từng bị giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu kiểm điểm vì khen sư Thích Minh Tuệ. Trước đó, sư Thích Minh Đạo đã trở lại sau vụ kiểm điểm nói rõ quan điểm về sư thích minh tuệ trong video hôm ngày 9 tháng 6 có thể thấy một ảnh lớn chụp sư thích minh tuệ được treo trên tường hà ngay sau lưng sư minh đạo như một cách bày tỏ quan điểm của sư đạo đối với vị sư này bbc dẫn lời sư minh đạo gửi lời tri ân biết ơn sự mến thương của các phật tử dành cho ông ông nói ai sinh ra trong đời cũng phải chịu thử thách hãy xem đó là bài học để giúp chúng ta trưởng thành nhất là bị vu oan vu khống, bị trà đạp danh dự là thử thách lớn trong đời cho thấy vọng tâm của mình đang ở giai đoạn nào. Nếu bình thản trước sóng gió cuộc đời, chấp nhận, lắng nghe, tịnh tâm, hóa giải, thì sóng gió đó không đủ để triệt tiêu năng lượng của mình, thì chứng tỏ đời tu của mình cũng có ý nghĩa. Thời gian cay đắng nhất cuộc đời chính là thời gian để mình hành pháp, tức là chuyển hóa. Cho nên, quý Phật tử xa gần cũng đừng lo cho sư và sư minh tuệ. Sư Minh Tuệ bây giờ đang ở một nơi nào đó cũng để chuyển hóa chính mình. Điều đáng trân quý nhất lúc này là việc Sư Minh Đạo một lần nữa có những chia sẻ và cũng có suy nghĩ sẽ theo đuổi cuộc hành trình tu hành như Sư Thích Minh Tuệ. Kính thưa quý vị, Khất sĩ Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng trên mạng Internet nhờ lối sống khiêm nhường và giản dị của mình, mang đến một sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới tu hành vụ lợi và bê bối tham nhũng gần đây tại Việt Nam. Sự nổi tiếng của thầy Minh Tuệ, người đã hành trình khất thực dọc chiều dài đất nước suốt 7 năm, đã làm nhà cầm quyền Việt Nam lo ngại và ép buộc thầy từ bỏ hành trình này, viện lý do về an toàn giao thông. Tuy nhiên, lối sống giản dị của thầy có thể là nguyên nhân chính khiến thầy khác biệt hoàn toàn so với nhiều nhà tu khác, những người có ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh và xã hội trong khi một số người buông bỏ mọi ràng buộc của cuộc sống trần tục dấn thân vào con đường khổ hạnh để tìm kiếm sự giác ngộ cho bản thân và cho người khác thì một số khác lại hoàng dương đạo pháp bằng cách kêu gọi tín đồ cúng dường thật nhiều những sự việc đã xảy ra khiến những kẻ lợi dụng đạo pháp trở nên lo lắng sự thiếu kiên nhẫn của họ thể hiện một cách vụng về đến mức một người tu hành như ông thích trân quang lại gọi một nhà tu hành khác là thằng ba trợn. Chiếc mặt nạ đã rớt xuống, không còn ranh giới nào giữa kẻ tự xưng là tu hành và tên tướng cướp. Dẫu sao, hệ quả này cũng có mặt tích cực, giúp nhiều người thấy rõ chân tướng của những kẻ mà họ từng quy mọp xuống để dâng lên những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Sự tình ngộ này đã tạo ra một lớp công chúng biết đặt niềm tin đúng chỗ, biết bảo vệ người và bảo vệ mình. Trong khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng của mình. Tham ô và hối lộ vẫn không giảm bớt. Chiến dịch này đã phơi bày sự thật rằng tham nhũng là một căn bệnh phổ biến làm dung chuyển Đảng Cộng sản Việt Nam và gây ra khủng hoảng chính trị, khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh chính trị và tham nhũng rối ren này, sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ đã mang lại một luồng gió mới không chỉ là một nhà sư tu khổ hạnh thầy minh tuệ còn là một bậc thầy uyên bác về kinh sách phật giáo với khả năng giải thích các giáo lý phức tạp một cách dễ hiểu và thâm thúy thầy minh tuệ biết cách gắn kết các khái niệm phức tạp với đời sống hàng ngày giúp người nghe dễ dàng áp dụng vào thực tiễn trong một buổi trò chuyện với các phật tử khi được hỏi về việc cúng dường nhiều có tốt không và liệu cúng dường cho những thầy chùa không giữ giới có mang lại phước hay tội? Thầy Minh Tuệ đã trả lời rằng, việc cúng dường nên xuất phát từ tấm lòng chân thành và dựa trên khả năng thực tế của mỗi người. Thầy khuyên rằng, không nên lo lắng quá nhiều về việc thầy chùa có giữ giới hay không, mà nên tập trung vào tâm nguyện và sự hồi hướng công đức lên tam bảo. Thầy cũng chỉ ra rằng, cúng dường cho những người giữ giới thì phước lành sẽ lớn hơn và tốt đẹp hơn nhưng cúng dường cho những người không giữ giới thì phước cũng có, nhưng ít hơn. Sự khiêm nhường và kham nhẫn của Thầy Minh Tuệ, ngay cả khi đối mặt với chỉ trích từ một số vị tăng sư nổi tiếng, đã khiến Thầy trở thành một hình mẫu đáng kính trong lòng nhiều người. Những lời giảng của Thầy, dù bàn về luật nhân quả hay các vấn đề thực tiễn, luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng và sâu lắng, giúp người nghe cảm nhận được sự an lạc và niềm tin vào Phật Pháp thầy minh tuệ luôn giữ thái độ điềm đạm bình thản trước những lời chỉ trích luôn mong muốn mọi người tìm thấy hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống tâm hồn từ bi và lòng bao dung của thầy thể hiện qua cách thầy đối diện với những lời chỉ trích luôn nhìn nhận mọi việc với tâm thế rộng lượng và không oán trách những lời dạy của thầy không chỉ là những bài học về đạo lý mà còn là những lời khuyên quý giá cho cuộc sống giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc cúng dường và giữ gìn tâm hồn thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày. Thầy Minh Tuệ đã thực sự cảm hóa lòng người bằng sự tận tụy và cuộc sống tu hành mẫu mực của mình. Sự xuất hiện của thầy lan tỏa những giá trị Phật pháp chân chính và mang lại niềm tin, sự an lạc cho nhiều người. Những câu chuyện và lời giảng của thầy dù giản dị lại chứa đựng những bài học sâu sắc, khơi dậy niềm tin và lòng yêu thương trong mỗi người. Thầy Minh Tuệ với nụ cười hiền hòa và ánh mắt từ bi đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy và lòng thành kính đối với đạo Pháp và chúng sinh. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Cách đối xử với vong của tác giả Thái Hạo. Vong là tôi gọi theo cách của ba vàng. Giờ xin kể một chút trải nghiệm của bản thân về chuyện này. Năm 2017, tôi rời phố, chuyển vào một nơi hẻo lánh, dựng một cái tròi lá giữa vườn trúc và sống một mình ở đó, một năm sau vì thấy căn nhà xây nằm cạnh vườn mình giữa khung cảnh rất đẹp nhưng bỏ hoang đã trả chục năm tôi hỏi mua lại người dân ở gần đấy nói với tôi rằng không ai ở được căn nhà này đâu chủ lên tiếng bán đã lâu nhưng người ta đến xem rồi cũng bỏ đi hết ai thuê cũng chỉ ở được một thời gian ngắn vì nhà này có ma quấy phá kinh lắm tôi chỉ cười hồi đó tôi mới nghỉ dậy lần thứ nhất rất chăm chỉ trường chay và tập thiền rất nghiêm đời sống đúng nghĩa thiểu dục tri túc sau một năm sống ở cái tròi trong vườn trúc, tôi dọn vào căn nhà ấy. Chủ nhà ở ngoài phố năm thì mười họa mới vào thăm. Và chắc để phòng kẻ trộm nên họ thắp mấy cái bong đèn quả nhót đỏ lòm trên ban thờ từ năm này qua năm nọ. Còn một chiếc máy niệm Phật cũng mở suốt ngày đêm, không khi nào tắt. Tôi vào thì dọn dẹp hết, sửa sang lại nhà cửa, vườn tược, hồ ao. Những đêm đầu tiên trong căn nhà ấy, tôi cũng có cảm giác lạ và khi ngủ thường hay bị bóng đẻ nhưng tôi cũng không quan tâm là có ma quỷ thật không cứ kệ như thế mà sống nói thêm tôi trước đây rất sợ ma sợ đến phát khóc nếu buổi tối phải đi một mình nỗi sợ ấy xâm chiếm làm thần hồn nát thần tính nhưng từ khi biết đến đạo phật và thực hành trong đời sống những nỗi sợ ấy tan dần và biến mất khi nào không hay ở đó một mình giữa nơi vắng vẻ buổi tối ngồi thiền trong nhà hoặc trên cầu ao tôi luôn nhủ thầm nếu có vị nào ở đây dù là ma quỷ hay oan hồn vất vưởng. Cứ vào tự nhiên, nếu thích thì có thể ngồi cạnh, buông xả những phiền não vướng mắc mà cùng tôi tập trung tinh thần hướng vào những điều tốt đẹp, niệm Phật để siêu thoát khỏi nơi đau khổ này. Mọi chuyện yên, căn nhà ấm áp và hoa cỏ nở tràn. Mấy năm ở đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của tôi. Thấy mình hòa vào và tan ra với thiên nhiên, cảm nhận rõ từng hơi xương lá cỏ, từng vạt nắng và sâu thẳm tiếng trùng đêm. Tôi cũng chẳng còn lo lắng hay bất an gì với những chuyện ma quỷ và nghĩ nếu có họ ở đây cũng vui chứ sao. Tôi đặt cho nó cái tên là Tây Lạc Viên, đôi khi gọi đó là Walden, vì nhớ tác phẩm Một Mình Sống Trong Rừng của triết gia người Mỹ Henry David Thoreau. Sách vở Phật giáo có nói đến các cảnh giới khác nhau, trong đó có thế giới của những đọa lạc khốn khổ. Và tôi nghĩ nếu đúng là có những chúng sinh như thế họ ắt phải khổ sở hơn mình việc của một người học phật ngoài cầu giải thoát khỏi tham lam si mê là phát tâm an ủi và giúp đỡ tất cả chứ không phải là sợ hãi họ hoặc xua đuổi họ viết đến đây lại nhớ sư minh tuệ khi có người hỏi ông rằng có trì chú đại bi không ông nói không vì chú ấy xua đuổi tà ma niệm nó là không từ bi và tôi cũng nghĩ một người học phật là phải thương yêu hết thảy từ ngọn cỏ lá cây đến những cào cào châu chấu, từ thân bằng quyến thuộc đến người dương kẻ lạ, từ dương giới đến âm giới. Cái tâm rộng lớn ấy sẽ không những nuôi dưỡng hạnh phúc trong ta, mà còn giúp ta vượt qua mọi nỗi sợ hãi một cách tự nhiên mà chẳng cần cố gắng. Không cần phải cầu viện gì cả, chỉ cần thương yêu thì tinh thần vô ý sẽ hiện diện. Người ta chỉ hung ác khi sợ hãi. Tôi không hiểu những người tu hành như ở Chùa Ba Vàng, họ học ở đâu và tu hành kiểu gì mà sợ vong, hối lộ vong, trục vong và bày ra đủ thứ tà ma như thế. Chưa nói đến cái chuyện có hay không một thế giới của ma quỷ. Nhưng người tu hành mà sợ hãi, thù ghét và xua đuổi những chúng sinh khác như thế thì tâm họ là tâm gì? Đáng ra là những người được học và có đầy đủ phương tiện trong tay. Họ phải là nơi cho những kẻ khốn khổ nương tựa, phải hướng dẫn và bao dung giúp các oan hồn ấy thức tỉnh và buông bỏ để sinh về cõi lạnh. Đằng này họ dùng đó để gây nên nỗi sợ hãi cho người khác và làm tiền với những nhân danh rất thô bỉ như vong đòi nợ. Nhà tu hành mà lại cúi đầu trước những kẻ cướp và bày mưu đánh đuổi và hối lộ cho ma quỷ như thế sao? Tôi tin rằng không một nhà tu hành chân chính nào làm như thế cả. Cứ nhìn sư minh tuệ thì biết, ông từ bi nên lòng ông luôn bình an, ông có thể ngủ ở bất cứ đâu dù là nơi nhà hoang hay nghĩa địa. Ông không cần phải niệm chú hay hay dùng bất cứ thế lực thủ đoạn nào để xua đuổi hoặc mua chuộc tâm bình đẳng và thương yêu ấy sinh ra năng lực vô biên làm nên hạnh phúc tu hành chân chính là thế hòa bình trong tự tâm chứ không phải hù dọa chúng sinh để lấy tiền như cái cách mà ba vàng và nhiều chùa khác đang bày ra để thao túng và lừa dối người dân đó là tâm tả ác hoàn toàn xa lạ với tinh thần đạo phật kính thưa quý vị Sư Thích Minh Tuệ mất tích gần 20 ngày. Gia đình trình báo công an. Sư Thích Minh Tuệ mất tích gần 20 ngày khiến gia đình lo lắng gửi đơn cho cơ quan công an các cấp nhờ tìm kiếm tung tích của ông. Hôm nay, ngày 1 tháng 7, em trai của Sư Minh Tuệ là ông Lê Anh Thìn thay mặt cha mẹ gửi đơn trình báo đến công an tỉnh Gia Lai, công an huyện Iagrai và công an xã Iato. Trong lá đơn để ngày 30 tháng 6 cho hay, tối ngày 12 tháng 6 năm 2024, ông Lê Anh Tú có thông báo gia đình với nội dung Hiện tại người dân tập trung gây mất an ninh trật tự, nên có người không biết từ bên nào báo với ông Lê Anh Tú phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày để tình hình trật tự sớm ổn định. Bên cạnh đó, ông Lê Anh Tú cũng nhắc nhở vợ chồng ông Lê Anh Thìn sớm làm hàng rào để bảo vệ cây cối rồi ông Lê Anh Tú sẽ trở về cốc tiếp tục tu tập và học tập theo lời Phật dạy sau 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, sau gần 20 ngày, gia đình hoàn toàn không hay biết về tình trạng tinh thần và sức khỏe của sư Minh Tuệ. Cho nên, gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều Phật tử yêu quý ông Thích Minh Tuệ trong nước và quốc tế nói chung đều đang rất hoang mang, lo lắng. Ông Lê Anh Thìn trong cùng ngày 1 tháng 7 cũng đã lên các kênh YouTube chuyên đưa các tin về sư Minh Tuệ xác nhận lại nội dung lá đơn nêu trên. Ông Nguyễn Viết Dũng, người từng khởi xướng một lá đơn khác, yêu cầu Bộ Công an minh bạch tung tích của sư Minh Tuệ sau vụ việc ngày 36 nhận định rằng sở dĩ gia đình trước đây không yêu cầu tìm kiếm người thân do khi ông Lê Anh Tú xuất gia đã xin phép gia đình và được đồng ý. Cũng như các chuyến bộ hành trước đây của ông rất suôn sẻ và an nhiên. Ông nói với RFI trong ngày 1 tháng 7. Từ sau khi nổi tiếng một cách bất đắc dĩ đến nay thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Và hơn nữa cũng đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy công an đã bắt thầy một lần rồi. Đó là vào dạng sáng ngày 3 tháng 6. Yếu tố thứ hai đó là cũng trong đơn của anh Thìn cho biết rằng là thầy Minh Tuệ cũng dặn gia đình làm hàng rào bảo vệ cây rồi sẽ trở về cốc, tiếp tục tụ tập sau 7 ngày. Thế nhưng sau 7 ngày vẫn không thấy thầy Minh Tuệ quay lại, thì dĩ nhiên gia đình lo lắng quá đi chứ. Đây là lần mất tích thứ hai của vị tu hành theo hạnh đầu đà của Phật giáo. Lần thứ nhất là khi Sư Minh Tuệ và đoàn hơn 70 khất sĩ bộ hành từ Bắc vào Nam nghỉ chân ở xã Hương Thọ, thành phố Huế thì bị công an bố ráp vào dạng sáng 3 tháng 6. Sư Minh Tuệ bị đưa vào công an tỉnh Gia Lai để làm căn cước công dân rồi bật vô âm tín còn các đồng tu khác bị buộc chút y phấn tạo và đưa lên xe khách bỏ lại ở các địa phương khác. Ban tôn giáo chính phủ thuộc Bộ Nội vụ sáng hôm đó ra văn bản nói Sư Minh Tuệ, tức Lê Anh Tú, không phải là một tu sĩ Phật giáo và đã tự nguyện dừng bộ hành khất thực. Đến ngày 8 tháng 6, Đài truyền hình quốc gia VTV đưa hai phóng sự nói Sư Minh Tuệ ẩn tu vì người dân đi theo gây mất an ninh trật tự. Nà, tuy nhiên, đoạn phỏng vấn khác của tờ báo Người Lao Động thì ông khẳng định Con vẫn tiếp tục tu tập bình thường Khất thực Sống chỗ này chỗ kia Theo đời sống Giới luật của Đức Phật dạy Ông sau đó nhận căn cước công dân Từ công an tỉnh Gia Lai Và xuất hiện khất thực trở lại ở quê nhà Từ ngày 10 tháng 6 Tuy nhiên 3 ngày sau đó Người dân không còn thấy Sư Minh Tuệ đâu nữa Một nhà quan sát về Phật giáo Ở trong nước Không nêu tên vì lý do an ninh nhận xét Số phận của Sư Thích Minh Tuệ cũng như những đồng tăng đang trông tranh vô định trong sự quan sát của nhà nước vô thần. Và họ cũng gần giống với số phận nhà nước Việt Nam, với bàn chân đang sát làng danh của danh sách. Các quốc gia đáng quan tâm, đặc biệt vì tự do tôn giáo, và rất nhiều tổ chức nhân quyền và các chính sách quốc tế đang đợi xem Việt Nam sẽ làm gì với những người tu tập tự do này. Theo ông này, có nguồn tin cho rằng, Ban Tôn Giáo và Lãnh đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đang tìm một giải pháp thích hợp nhằm xử lý sư minh tuệ và các đồng tu như gây áp lực cho gia đình để đưa ông đi bộ hành ở Ấn Độ hay Tây Tạng rồi không thể trở về Việt Nam nữa. Người này cũng không loại trừ khả năng sẽ có cách xử lý tàn bạo như các sự việc sau năm 1975, đặc biệt dẫn lại trường hợp của mục sư tin lành Ibumbia hồi tháng 3, mà người ta tìm thấy ông trong tư thế treo cổ ở trong nghĩa trang sau nhiều lần bị công an sách nhiễu. Phóng viên gọi điện thoại cho trực ban hình sự công an tỉnh Gia Lai để hỏi về vụ việc. Tuy nhiên, khi phóng viên giới thiệu bản thân và hỏi về sự việc mất tích của sư Minh Tuệ, Lê Anh Tú, thì cán bộ công an nói không nghe rõ rồi tắt máy. Các cuộc gọi sau đó không có người nhắc máy. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Ánh sáng thích Minh Tuệ và đêm tối Phật giáo Việt Nam của tác giả Huỳnh Tấn Lê những ngày cuối tháng 4 năm 2020 tại California, Hoa Kỳ là những ngày của mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn mưa và lạnh lẽo như một hiện tượng khác biệt nào đó của ánh sáng thích minh tuệ và đêm tối Phật giáo Việt Nam. Biết bao năm tháng đã trôi qua với 2.000 năm Phật giáo du nhập vào Việt Nam và cũng biết bao trăn trở của nhiều nhóm chấn hưng quyết tâm đưa Phật giáo Việt Nam lên đường nhưng cái gì đã có vẫn còn đó và phát triển ngược với sự tiến bộ của con người và dòng đời. Tháng 4 năm 2024, lại một tháng tư nữa cách nhau gần nửa thế kỷ, hiện tượng Thích Minh Tuệ xuất hiện như một ánh sáng ở cuối đường hầm của Phật giáo Việt Nam. Nhà sư Thích Minh Tuệ xuất hiện với bộ y vá víu bằng nhiều mảnh vải trên người, lượm lặt từ những thùng rác bên vệ đường hay trong nghĩa trang không đáng giá là bao. Chỉ ba bộ y, một nồi cơm điện, đầu đội trời, chân đạp đất với một bữa ăn chay mỗi ngày đã đưa hành giả Thích Minh Tuệ hơn ba lần qua lại khắp miền thân yêu của đất nước Việt Nam. Và kỳ này là lần thứ tư. Hành giả Thích Minh Tuệ chưa bao giờ tự xưng là thầy, là xuất thân từ một ngôi chùa hay một giáo hội nào. Hàng trăm, hàng ngàn người đã đứng lên đi theo bước chân của hành giả Thích Minh Tuệ và tiến bước theo ông trên lộ trình xuyên Việt, nhưng không may một vị đã ngã xuống và vĩnh viễn ra đi. Hai người đàn bà khác đã nằm xuống và hình như đã cứu được. Có thể cũng vì biến cố này mà nhà nước Việt Nam đã bằng mọi cách dập tắt hay ngăn chặn bước chân thích minh tuệ và xé lẻ đám đông này thành nhiều mảnh. Ngăn chặn này có thể là một giải pháp cho chính quyền tránh khỏi mọi phiền muộn và cũng có thể vì nhân quả là có làm việc tốt đâu mà hưởng quả tốt, phải tao nghiệp này để vĩnh viễn mất đi ánh sáng thích minh tuệ. Sự việc này cũng nói lên tài đàn áp đám đông là nghề của chính quyền Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên, phong trào gia nhập bước chân Thích Minh Tuệ như ngọn lửa lớn mạnh, thì cũng tại quê nhà Thượng Tọa Thích Trân Quang đã phản đối mạnh liệt, chửi bới thậm tệ Thích Minh Tuệ. Thêm vào đó, có Đại Đức Thích Nhuận Đức, cả hai đều trụ xứ tại Bà Rịa Vũng Tàu, mảnh đất mát mẻ của miền du lịch, nhưng hai thầy làm nóng quá. Nhiều YouTuber TikToker và nhà báo cho rằng hai thầy chân quang và nhuận đức là phàm tăng và so sánh với thầy thích minh đạo đã hết lời khen tặng thích minh tuệ và sau đó đã sám hối. cả hai thầy thích minh đạo và thích minh tuệ là thanh tịnh tăng. Một hiện tượng thích minh tuệ là biểu tượng là bài học tu tập hạnh đầu đà mà đức bổn sư thích ca mâu ni đã dạy và tổ ca diếp đã tu hành chứng đạo trong thời đức phật tại thế. Hai Thích Minh Tuệ là ngọn hải đăng của Phật giáo Việt Nam trong sự hành đạo quan liêu, bảo thủ và tham ô. Người ra đi không bao giờ cần tiền bạc, chùa chiền hay dự trữ thức ăn, nhưng vẫn thức tỉnh hàng triệu con tim Việt Nam và ngoại quốc để phục hưng Phật giáo ở mọi nơi và trong mọi tầng lớp quần chúng. 3. Thích Minh Tuệ là hồi chuông báo động cho Phật giáo là đã đến lúc phải thực hành lời Phật dạy một cách đứng đắn và chân chính. Chỉ cần giới luật nghiêm minh mà không cần một ngôi chùa với tài sản hàng trăm tỷ để hành đạo. 4. Thích Minh Tuệ là phong trào cải cách giúp Phật giáo Việt Nam xóa bỏ chiếc áo phàm tăng để tinh tấn tu hành và gây dựng niềm tin từ phía Phật tử. 5. Thích Minh Tuệ là niềm hãnh diện trong công đức tu hành của Phật giáo Việt Nam đối với các quốc gia lớn hơn như Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều quốc gia Nam tông khác. Một bài thơ ca ngợi những bước chân của vị chân tu. 6 năm tu hành đầu đà đến ngày thành đạo nở hoa dập trời. Hào quang thỏa sáng muôn nơi là vị Phật sống sáng ngời trần gian. Chúng sanh khắp nẻo lan tràn, gặp ngài đành lễ, lạc an muôn nhà. Tham, sân trong cõi ta bà, chuyển tâm thanh tịnh, vị tha hiền hòa. Tiếng vang khắp trốn gần xa, hương thơm giải thoát tỏa ra đạo mẫu. Kính thưa quý vị, dù hành trình bộ hành đặc biệt của Sư Thích Minh Tuệ đã bị buộc dừng lại, nhưng còn đó nhiều câu hỏi xoay quanh việc. Thầy Minh Tuệ có thực sự tự nguyện dừng bộ hành khất thực và ẩn tu hay không? Và thầy đang ở đâu? Thầy Minh Tuệ đang đi theo con đường như Đức Phật ngày xưa. Hiện tượng này sẽ nhắc nhở các Phật tử Việt Nam nhìn lại một truyền thống hơn 2.500 năm trước. Một bài học hiển nhiên ai cũng thấy là con người có thể sống hạnh phúc mà không cần chạy đuổi theo của cải, danh vọng, quyền hành. Từ đầu tháng này, nhà cầm quyền Việt Nam đã ép buộc nhà sư Thích Minh Tuệ người đã trở thành một hiện tượng trên mạng internet, từ bỏ hành trình khất thực dọc chiều dài đất nước đã kéo dài 6 năm của mình. Nhà cầm quyền nhấn mạnh rằng nhà sư khất thực chân trần này, người đã thu hút hàng ngàn người dõi theo, là một mối đe dọa đối với an toàn giao thông. Nhưng cái tội thực sự của ông ấy là lối sống khiêm nhường, giản dị, trái ngược hoàn toàn với những ông thầy chùa quốc doanh thích cúng dường, thích thỉnh vòng hiện nay. Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng nghe bài Chuyện ông Minh Tuệ, quyền lực cho người này, tiền bạc cho người kia của tác giả Jack Hammer Nguyễn, báo tiếng dân. Từ góc nhìn của người đời, chúng ta gọi ông Minh Tuệ là tu sĩ Phật giáo là hợp lẽ nhất vì ông là một người đi tu theo lời dạy của người sáng lập Phật giáo là Thích Ca Mâu Ni. Ông không phải là sư thầy vì ông không dạy ai cả. Việc ông nói rằng ông không phải là tu sĩ vì không đủ đạo đức trả lời báo Veres là một thái độ khiêm tốn hiếm có trong hàng tu sĩ Phật giáo ngày nay. Quyền lực cho người này, Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, tu sĩ Minh Tuệ vẫn đặt ra cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam một mối quan ngại không hề nhỏ. Nhà cầm quyền biết rõ, tu sĩ Minh Tuệ chả dính dáng gì đến các thế lực thù địch, ông sinh ra và lớn lên 100% dưới chế độ Cộng sản. Không những thế, ông còn từng là quân nhân của quân đội Cộng sản nữa, có hai lý do. Thứ nhất, người ta đi theo ông Minh Tuệ đông quá. Hệ bất cứ đám đông nào mà Đảng Cộng sản không kiểm soát được là họ lo ngại. Thứ hai là niềm tin tôn giáo. Tuy rằng Phật giáo có khi được xem như một cách sống, nhưng phần tôn giáo cũng rất mạnh mẽ. Mà tôn giáo thì có sức mạnh vượt qua mọi ý thức hệ chính trị xã hội. Chế độ Hà Nội từng vất vả đàn áp vụ Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa trong thập niên 1950 ở miền Bắc. Vụ này có nguyên nhân trực tiếp từ chuyển cải cách ruộng đất, nhưng dân chúng Quỳnh Lưu là một cộng đồng công giáo rất mạnh. Tiền bạc cho người kia, các nhà sư. Nhà cầm quyền quang ngại một, các nhà sư dĩ nhiên không phải tất cả. Quang ngại đôi ba lần hơn. Những người Việt tự cho mình là Phật tử. Sau khi tìm hiểu được lý do ông Minh Tuệ đi theo lời giảng của Đức Thích Ca, có lẽ họ sẽ ngộ ra rằng, ô tu theo Phật cần gì đến chùa to, Phật lớn, cần gì cúng dường, mua cá phóng xanh. Thế là một số nhà sư phản ứng gay gắt ông Minh Tuệ, chẳng hạn như ông thích chân quang phỉ báng, dùng những từ miệt thị đối với ông Minh Tuệ. Sau một thời gian dài bối rối, Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước quản lý bèn đưa ông Thích Đức Thiện, tổng thư ký giáo hội, ký một cái công văn rất ngộ nghĩnh rằng ông Minh Tuệ không thuộc giáo hội, không ở chùa nào, cho nên ông không phải là tu sĩ. Mà không chỉ các nhà sư trong nước, một số nhà sư người Việt hải ngoại cũng bức xúc. Trong thời buổi Internet với mạng 5 giờ như hiện nay, khoảng cách địa lý gần như không hiện hữu. Phật tử gốc Việt ở hải ngoại cũng theo dõi câu chuyện ông Minh Tuệ như ở Việt Nam. Mà nếu như họ nghiệm ra rằng tu Phật cũng không tốn kém, chẳng cần chùa, cũng chẳng cần tượng, thì nguy to cho các chùa chiền đồ sổ của người Việt ở hải ngoại. Lấy tiền đâu trả thuê bất động sản, trả mortgage, tiền đâu bảo lãnh tăng ni, tiền đâu chi tiêu cho các thầy. Ông Thích Nhuận Hải, trụ trì một ngôi chùa ở tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, liên tục đăng trên Facebook của ông ấy, chỉ trích chuyện đi khất thực của ông Minh Tuệ. Ông Nhuận Hải gọi là đi lang thang, bảo rằng tu như vậy không phù hợp nữa. Mô Phật, lời lẽ của ông Nhuận Hải vẫn có phần chấp nhận được, không như ông Trân Quang bên Việt Nam. Tiền và quyền lẫn lộn. Đảng Cộng sản có quyền thì sẽ làm ra rất nhiều tiền, còn các nhà sư thì có nhiều tiền sẽ dẫn tới có quyền thần quyền nhưng câu chuyện ông minh tuệ có vẻ cũng kết thúc sớm với nhà cầm quyền tin mới nhất cho hay ông nói với đám đông rằng nên giải tán vì không nên làm cản trở giao thông nhà cầm quyền chỉ cần có thế nhưng với một số nhà sư thì sự kiện minh tuệ sẽ để lại dấu ấn dài lâu một số tự nhận mình là tu sĩ sẽ phải chiêm nghiệm câu ông minh tuệ nói về mình rằng ông không đủ đạo đức để làm tu sĩ Số khác, không vui vì ông Minh Tuệ làm cho họ mất đi một số đại chúng, sẽ vẫn còn vất vả dài lâu với Tham Sân Si. Dù sao mặc lòng, câu chuyện tu sĩ Minh Tuệ có một nét sáng, đó là Phật giáo Việt Nam vẫn còn đó, vẫn có sức thu hút một cách lành mạnh. Dân tộc Việt Nam qua đó vẫn chưa đến nỗi nào. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Địa chính trị và tôn giáo ở Việt Nam. Phức tạp và bị trói buộc của Nguyễn Thanh Minh báo luật khoa. Bài báo politique de Religions au Vietnam, Le Voix Multipolaire d'une Société Civile, tạm dịch, Địa chính trị tôn giáo tại Việt Nam. Sự đa chiều của xã hội dân sự có mang đặc điểm tâm linh của hai nhà nhân chủng học Pháp, Jeremy James và Paul Sorrentino, được xuất bản trên tạp chí Herodot vào năm 2015, đã cho thấy một bức tranh tương đối toàn diện về tôn giáo, niềm tin, tín ngưỡng và tác động qua lại của chúng với hệ thống diễn biến chính trị tại việt nam hai tác giả chỉ ra những yếu tố nội tại và ngoại lai trong đời sống tâm linh của người việt sự mơ hồ và nghịch lý của các quy định pháp luật cũng như điểm lại các phong trào tôn giáo nổi bật tại việt nam bài viết này điểm lại một số nội dung chính của báo cáo trên tôn giáo muốn hoạt động phải có tính cộng sản theo hai tác giả khái niệm tôn giáo religion ở việt nam còn bị hiểu theo nghĩa hẹp tức là hoạt động của các giáo phái chính được nhà nước công nhận như Phật giáo, Thiên Chúa giáo chứ chưa bao gồm những vấn đề tâm linh đa dạng và phức tạp khác trong đời sống con người. Bằng chứng là vào thời điểm 2009, chỉ có 20% dân số Việt Nam tuyên bố rằng họ đang thực hành một tôn giáo chính thống. Đảng Cộng sản và chính phủ luôn nhấn mạnh tính thế tục của nhà nước Việt Nam. Các hoạt động sẽ bị coi là mê tín nếu gây lãng phí của cải tái tạo thứ bậc giai cấp thời phong kiến và cản trở sự phát triển xã hội. Bằng việc tuyên truyền chủ nghĩa vô thần tuyệt đối, nhà nước kiểm soát tôn giáo. Muốn được công nhận và hoạt động, các tôn giáo phải hiện thân hoặc gắn liền với tính dân tộc, đồng thời có tính tương thích với cách gọi của người Cộng sản như phong trào công giáo yêu nước, Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam hoặc Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, vân vân. Chưa kể, những địa điểm tôn giáo như nhà thờ hay nhà chùa được nhà nước chấp thuận cũng đều gắn với hình ảnh của Hồ Chí Minh. Nói thêm, hiện nay, việc thần thánh hóa lãnh tụ như Hồ Chí Minh hay các vị anh hùng dân tộc được chấp nhận, nhưng nhà nước không xếp nó vào tôn giáo. Ranh giới giữa các hoạt động tâm linh hợp pháp hay bất hợp pháp đều do nhà nước quyết định. Nhà nước chính trị hóa hoạt động tôn giáo, cấm đoán hoạt động của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên, cấm đốt vàng mã vào năm 2010 và sẽ cấm bất cứ hoạt động nào mà nhà cầm quyền cho rằng chúng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 và Nghị định 92 của Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh này đã chỉ ra những hoạt động tâm linh, tổ chức và địa điểm mà người dân được phép thực hiện. Có rất nhiều hoạt động tâm linh thuộc vùng xám và để tồn tại. Nhiều nhà trí thức phải tìm cách gọi tên hay đưa ra những giải thích mới cho chúng ví dụ giáo sư tiến sĩ ngô đức thịnh nguyên viện trưởng viện nghiên cứu văn hóa việt nam đã đi đầu khai sinh một quan điểm mới về tín ngưỡng truyền thống tứ phủ và đổi tên nó thành đạo mẫu không chỉ được đảng nhà nước chấp nhận đạo mẫu với hoạt động trung tâm là lên đồng còn được tôn vinh là tôn giáo bản xứ việt nam có tôn giáo của quốc gia ở việt nam không có khái niệm quốc đảo dù phật giáo chiếm ưu thế trong nhiều thế kỷ qua và phần đông người Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo. Bản thân Phật giáo cũng có nhiều dòng tư tưởng như Thiền định, Thích Nhất Hạnh, Thiền thừa, Khmer Krom, Đại thừa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Đạo Hòa Hảo hay Cao Đài, vân vân. Ở các thời điểm khác nhau, nhiều lực lượng phản ứng với chính sách kiểm soát của chính quyền và đòi yêu sách ở các cấp địa phương, trung ương và thậm chí là ở quốc tế. Đặc biệt trong những năm 1960 hay 1990, tại Việt Nam xuất hiện nhiều hình thức phản đối nhà cầm quyền bằng hình thức bạo lực, tự thiêu hay phi bạo lực, biểu tình, đình công, kiến nghị, nhịn ăn, đình công, tẩy chay, xuất bản của người sinh hoạt tôn giáo. Theo phân tích của Jeremy James và Paul Sorrentino, xét về khía cạnh chính trị, có thể chia hai thể chế Phật giáo thành hai nhánh chính: do đảng và chính phủ hậu thuẫn, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 và không được công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kể từ năm 1992. Kitô tô giáo đối diện nhiều thử thách, cả công giáo và đạo tin lành đã từ từ đi vào đời sống của người dân Việt Nam từ nông thôn tới thành thị. Nhiều tín đồ đã giúp thúc đẩy sự đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Năm 2015 cũng đánh dấu 400 năm truyền đạo công giáo tại Việt Nam nhưng theo quan điểm của nhà cầm quyền việc các cộng đồng công giáo kết nối với nhà nước vatican đã làm tổn hại đến chủ quyền quốc gia của việt nam sinh ra một nhà nước vatican tôn giáo tồn tại trong nhà nước việt nam vô thần vì điều này mối quan hệ ngoại giao giữa chính quyền việt nam và tín đồ công giáo luôn nhạy cảm sự căng thẳng này thường xuyên dẫn đến các cuộc xung đột vũ trang và các vụ bắt giữ thời gian qua một mặt việt nam giữ mối quan hệ hài hòa với tòa thánh vatican mặt khác loại trừ các can thiệp của vatican và hoạt động của công giáo việt nam số phận của công giáo giống phật giáo ở chỗ bị nhà cầm quyền cộng sản quốc gia hóa trong khi đó việc công nhận đạo tin lành được coi là một phần của quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao việt mỹ nhưng đạo tin lành đặt ra nhiều thách thức với đảng và chính phủ không chỉ vì có số lượng tín đồ lớn mà còn bởi sự tự chủ tài chính của những nhà thờ địa phương. Nhà cầm quyền cũng đặc biệt cảnh giác với các tham vọng ly khai của các tín đồ đạo Tin lành ở những vùng có đông người dân tộc thiểu số sinh sống như Tây Nguyên. Sau năm 1975, có 400 nhà thờ của người dân tộc thiểu số đã bị đóng cửa. Các hoạt động cầu nguyện hay rửa tội cũng bị cấm và các cha xứ bị đưa đi cải tạo. Tóm lại, sự phát triển của các phong trào tôn giáo ở việt nam rất phức tạp theo hai tác giả lĩnh vực tôn giáo đã đánh dấu sự ra đời của xã hội dân sự việt nam và bây giờ nó như nhà thờ và đền chùa đang chịu sự kiểm soát bên trong bên ngoài và trên môi trường internet góc độ chính quyền từ việc tuyên bố một nhà nước thế tục việt nam đã chấp nhận sự có mặt của nhiều tôn giáo và các nhánh tâm linh khác nhau trong chừng mực nhất định sự đối lập giữa sức mạnh của người không quyền lực và đế chế công an trị. Ngày 28 tháng 6, RFA tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trân với tựa đề Thích minh tuệ, sức mạnh của những kẻ không quyền lực. Tác giả chỉ trích đảng và nhà nước đã tỏ ra bất lực và thiếu khôn ngoan dưới con mắt của công chúng, cả trong nước lẫn quốc tế, khi liên tục bố giáp thầy thích minh tuệ và tăng đoàn. Tác giả mỉa mai liệu có thể nào hình dung nhà nước cộng sản áp dụng chuyên chính vô sản đối với các nhà sư đi khất thực, không một khí cụ gì trong tay, trừ nồi cơm điện. Thứ này thì Đại tướng Tô Lâm chưa liệt vào danh sách vũ khí công an cần quản lý để đệ trình trước Quốc hội. Tác giả nhận xét, trái ngược với sự thấp hèn và thô lậu của công an là tầm minh triết về ứng xử của thầy Minh Tuệ. Thầy xưng con với tất cả mọi người một cách thể hiện sự tôn trọng tha nhân và tin vào đại chúng rằng một ngày nào đó họ có thể thành Phật. Điều này nhấn mạnh sự liên kết và tương tác phức tạp giữa các cá thể trong xã hội, một minh triết vi diệu về sự liên kết nhuận nghiệp giữa mọi người. Sau cái đêm tăng đoàn bị bố ráp, một blogger đã cảm thán, thích minh tuệ phải chăng là phép thử từ cõi trên. Phép thử ấy hàm ý về hành động tu tập hoặc sự hiện diện của nhà sư và tăng đoàn tình nguyện, cuốn hút cộng đồng trong và ngoài Phật tử cả Việt Nam lẫn quốc tế. Tác giả đặt vấn đề. Tô Đại tướng kiêm tân chủ tịch nước, liệu có thể ra ra lệnh cho lập các chốt kiểm soát cho trên không gian cốc của thầy, thiết lập một hệ thống mật thám để ngăn cản người dân và các Phật tử tiếp cận ánh sáng từ trí huệ của bề trên? Sự mất tích của thầy chắc chắn là do áp lực từ phía công an và chính quyền. Tuy nhiên, sư minh tuệ và tăng đoàn sẽ tự hòa mình vào cuộc đời này, vào cát bụi trần gian, tự do và tự tại. Cuồng máy đàn áp của nhà nước công an chỉ cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam không thể đốn ngộ. Tác giả nhấn mạnh cách làm của công an và chính quyền hiện nay đối với thầy chứng tỏ họ lúng túng, sợ hãi và dẫn đến những cách hành xử bất minh và vô tuệ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ca ngợi các khất sĩ vì đã tuân thủ các hạnh nguyện đầu đà và khuyến khích tinh thần tự do tu tập. Sự mất tích của thầy cũng đã thu hút sự chú ý của một số chính trị gia quốc tế. Dân biểu Hạ viện California, Mỹ, Michelle Steel đã bày tỏ quan ngại về tình hình này và nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam không cải thiện tình trạng tự do tôn giáo, có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ. Ngược lại, ngày 1 tháng 7, Bộ Công an cho ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, được xem như cánh tay nối dài của công an. Đây là một thành quả thắng lợi khác của tân chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ dấu cho thấy ông đã thành công trong việc xây dựng đế chế riêng dựa trên mô hình công an trị. Tháng 5 năm 2018, khi xã hội lo ngại trước tình trạng công an xã đánh người, hành xử thiếu kinh nghiệm, Tô Lâm đã đưa ra chính sách điều động 25.000 công an chính quy về xã, cam kết không phình thêm lực lượng mà chỉ tổ chức chặt chẽ hơn. Năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm trình Quốc hội dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, nhưng vấp phải sự phản đối vì nguy cơ phình to bộ máy và tiêu tốn ngân sách. Tuy nhiên, vụ bạo loạn tại Tây Nguyên năm 2023 đã được sử dụng làm lý do để thúc đẩy xây dựng hệ thống lực lượng an ninh cơ sở, và Quốc hội đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với Bamber 86 đại biểu tán thành. Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên viên nghiên cứu về Việt Nam và Á Châu thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc cứ 15 người dân là có một công an. Tuy nhiên, xã hội Việt Nam vẫn luôn sống bất an và sợ hãi. Việc gia tăng lực lượng an ninh cơ sở nhằm quản lý người dân, doanh nghiệp và cả đảng viên. Chủ trương kết nạp thêm cánh tay nối dài là để gia tăng sức mạnh của gọng kèm, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đế chế công an trị với chủ soái là Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp theo mời quý vị nghe bài viết Phật Tại Tâm, bài 5 của tác giả Phạm Lưu Vũ. Đó là một chân lý bất khả tư nghị, bất sinh bất diệt, tuyệt đối không phải học thuyết. Chỉ những kẻ học phiệt, độn căn hoặc có ý đồ hủy hoại chân lý thì mới liều lĩnh dám coi chân lý là học thuyết, vì học thuyết là hoàn toàn có thể bị đánh đổ, thay thế. Chân lý thì không thể đánh đổ, không thể thay thế. Chân lý Phật tại tâm là pháp bảo, mà kẻ hủy hoại lại khoác áo tăng thì quyết không nằm trong số tăng bảo mà là hạng tăng phiệt độn căn hạ liệt nhất xiền đề. Không những tự làm hại mình mà hại cả vô lượng chúng sinh. Xuất hiện một số nhà báo đã bán rẻ linh hồn, làm cây bút viết thuê cho giáo hội Phật giáo rất đáng khinh bỉ. Bọn này lươn lẹo, uốn lưỡi ngụy biện, rốt nát và tránh né sự thật. Chúng thanh minh cho ác ma thích trúc thái minh, rằng sư không cổ vũ nào phá thai mà chỉ giúp thỉnh linh thức ra khỏi bào thai để hút, nạo cho nó, lành mà thôi thật là ghê tởm cho giọng lưỡi của bọn trí thức này. Thình linh thức là điều không thể và không bao giờ. Đó là sự bịa đặt để lừa đảo và làm tiền trắng trợn mà bọn nhà báo này đã cố tình lờ đi. Không bao giờ có chuyện thỉnh nổi linh thức ra khỏi bào thai ở Ba Vàng. Linh thức là do nghiệp kéo đi đầu thai, nhanh đến nỗi Đức Phật cũng không đuổi kịp, mà gã ma tăng kia thỉnh được, thì gã còn trên cả. Đức Phật hay sao? Nhưng có một thực tế là bọn Ma Tăng đã thỉnh được lương tâm ra khỏi bọn nhà báo này là điều có thật. Cộng đồng Cà Sa hiện nay đã hình thành một lớp tăng phiệt, kèm theo một lũ nhà báo mất hết lương tâm như thế là rất đáng quan ngại. Họ đã và đang thao túng thế giới tâm hồn, văn hóa, tín ngưỡng của người Việt, thao túng cả thế giới tâm linh, thực tế này rất nghiêm trọng. Nghiệp nặng này thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam, trách nhiệm này thuộc về ban tuyên giáo, ban tuyên giáo chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa và thuộc về tất cả chúng ta. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đây là những tăng sự hết sức nặng nề. Đối với dư luận tiến bộ và những người tin Phật thì đây là những ma sự hết sức ghê gớm. Không có Phật tại tâm thì không có Phật, không có tất cả chúng sinh. Bát nhã tâm kinh nói, thị chư Pháp không tương bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là nói về bản thể tự tính của chư Pháp, cũng tức là Phật tính, là như lai tạng, là tánh giác. Chư Pháp, kể cả mọi chúng sinh, Thầy đều duyên sinh, tức là không có bản thể, lấy Phật tính, tánh giác làm bản thể, tự tính. Nhà thiền nói, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, thì nhân tâm là Phật tính, kiến tánh là trở về cái tự tính ấy. Bài kệ của Tổ Đạt Ma gồm bốn câu, tóm gọn trong bốn chữ, minh tâm kiến tánh là nghĩa như vậy. Tín tâm minh nói, quy can đắc chỉ, cũng cùng một ý nghĩa tương tự căn là bản thể phật tánh trở về phật tánh là trở về đúng chỗ của mình kinh viên giác nói tất cả vô minh đều từ tánh giác sinh ra tánh giác chính là phật tính chỉ có phật tính mới chứng được bản thể của vô minh nên mới tìm ra nhân địa tu hành để giải thoát khỏi vô minh vậy có thể nói không có phật tại tâm thì không có đạo phật thậm chí không có cả bất kỳ một tôn giáo tư tưởng học thuyết nào không có cả những kẻ đang chống lại chân lý Phật tại tâm Đã không có thì lấy gì phát triển Và phát triển cái gì Thà cứ nói toạc ra rằng không có cúng dường Thì Phật giáo của các vị sẽ không thể phát triển Tuy thô bỉ song vẫn còn có thể chấp nhận Đồ tại chân lý Phật tại tâm Là láo cá đánh cháo bản thể thành hiện tượng Là coi thường tuệ giác của dư luận Là hạng nhất xiền đề không thể thành Phật Nhất xiền đề là những hạng đã thui trột mất hạt giống Phật, là những kẻ độn căn, hạ liệt, đến mức bất tín Phật tại tâm. Những hạng này sẽ không thể thành Phật, kể cả những kẻ thượng căn, thượng trí, nhưng không có đức tin vào chân lý Phật tại tâm, không chịu thành Phật thì cũng gọi là nhất xiền đề. Đức tin là quan trọng số một, trên con đường minh tâm kiến tánh hay quy căn đắc chỉ. Tôn giáo nào cũng có đức tin, song chỉ trong giáo lý đại thừa mới chỉ ra đức tin nó vi diệu, và nhiệm màu như thế nào. Đạo Phật có tam giải thoát môn, ba cửa giải thoát là giới, định, huệ. Giới sinh định có thể hiểu được vì phải diệt mọi thèm thường thì mới có thể định. Xong đến định sinh huệ thì chưa thấy vị thầy nào giảng một cách rốt ráo. Đây chính là chỗ khác nhau giữa thiền phàm tục và thiền chánh niệm trong nhà Phật. Thiền phàm tục chỉ có thể sinh tâm trạng thư thái, lưu thông kinh mạch mà không thể sinh huệ. Chỉ duy có thiền chánh niệm mới có thể sinh huệ. Nhưng chánh niệm mà chỉ ngồi theo dõi hơi thở, sinh diệt, theo dõi cảm giác, ý nghĩ, theo dõi sự vật, thân, thọ, tâm, pháp một cách khách quan như tảng đá mặc cho gió thổi, mưa rơi, thì huệ sinh ra ở chỗ nào? Nhân đây bình một chút về chi tiết tảng đá nứt ra tôn ngộ không trong Tây Du Ký. Đây là chỗ kỳ tuyệt của bút pháp Ngô Thừa Nén. Dẫu là một tảng đá mà bên trong có Phật tính, thì trải ngàn năm tắm mưa gội gió cũng có thể thành phật ngô thường chắc phải đắc được chánh niệm đến cảnh giới đà la ni thì mới viết nổi như thế vậy huệ sinh ra từ đâu từ đức tin nhưng phải là đức tin của chánh pháp gọi là chân tín chánh tín chứ không phải tà tín tại sao nói như thế vì chân tín tỏ gió tất cả đều viên thông ba thứ ấm giới nhập không thể làm ngăn ngại cho đến trong vô số kiếp quá khứ vị lai tất cả tập khí xả thân thọ thân sinh đều hiện ra trước mắt. Đây là niệm tâm trụ trong thập tín, kinh thủ lăng nghiêm. Niệm tâm trụ là đức tin, là chân tín, thì tâm tính, tức Phật tính, hiện tiền, thuần dùng trí tuệ, đây là tuệ tâm trụ. Tuệ tâm trụ, lặng đứng cùng khắp, vì cùng khắp nên lặng đứng, vì tính tịch diệu thường đứng lại. Đây là định tâm trụ. Định tâm trụ chỉ có tiến tới, tiến sâu vào Phật tính sáng suốt, chứ không có lùi. Đây là bất thối tâm. Bất thối tâm, an nhiên đi tới, giữ gìn không thể mất, thì có thể giao tiếp với khí phần thập phương như lai. Đây là chỗ then chốt của định sinh huệ. Giao tiếp với khí phần thập phương như lai, tức là thể nhập vào như lai tạng, là khai mở được Phật tính, giải thoát được nhất thiết.